Hello, hello bạn, mình là Phú Blue Energy ha. Hôm nay mình sẽ không có review gì quá mới, chủ yếu mình sẽ giới thiệu một cái con động cơ BRST. Thực ra là mình đã từng làm khá là nhiều clip về BRST rồi. Nhưng mà mình chưa có nói rõ lắm cho các bạn biết là con BRST nó ưu điểm như thế nào và nó khuyết điểm như thế nào, lợi ích như thế nào và ứng dụng của nó ra sao trong quá trình mình thực hiện e-bike ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con sử dụng BRST dựa trên công nghệ khung của Bafang. Rồi, coi intro đó nha. Thường mà khách hàng tìm đến Blue Energy á, là có nhu cầu mà dựng lên một con e-bike mid-driver hoàn toàn mới. Nhưng mà gần đây mình thấy á, cái khi mà kinh tế nó kém phát triển hơn một tí, nhu cầu mà tài chính đi ra nó nhiều hơn đi vô á, thì anh em mà chơi về xe đạp mà muốn lên e-bike mid-driver rất là đáng đo về vấn đề tầm giá. Thì khi mà mình gửi cái bản giá qua, anh em nói có cái option nào thấp hơn nữa không Phú, có cái option nào ok hơn nữa không Phú. Thì thực ra đối với trước đây, nếu mà Blue Energy làm là rất là hạn chế bán đồ cũ. Hầu như là nếu mà đồ cũ nó cũng phải là dạng như là 99-95% trở lên luôn á. Ít khi nào mà bán con mà bị chạy xước nhiều lắm. Nhưng mà do cái nhu cầu của anh nhiều, anh em nhiều, mong muốn nhiều và cái tài chính anh em có cái giới hạn mức total á. Nên bây giờ Phú mở thêm cái dịch vụ qua dựng lại những con xe cũ. Thì tất nhiên để đảm bảo được cái chất lượng mà xe nó ra đến thành phẩm cuối cùng tốt nhất, ok nhất và độ bền cao nhất, hỗ trợ anh em sử dụng lâu dài nhất, thì tất nhiên là Blue Energy phải tinh chỉnh lại, tút tát lại ha. Nhưng chắc chắn là cái độ hoàn thiện, độ sử dụng của nó sẽ nhiều hơn so với những cái mẫu trước đây bên Blue Energy bán. Thì khi mà mình làm vậy thì mình sẽ có lợi ích gì? Lợi ích là mình sẽ giảm được cái total xuống ha. Ví dụ như trước đây Blue Energy báo cho các bạn là một con xe mid-driver e-bike hoàn chỉnh hết á, thì thường là các bạn sẽ để thấy giá từ 35 triệu trở lên, có những con mà 40, 50, 60 triệu luôn. Nhưng bây giờ sẽ có những cái option đâu đó khoảng là 25 đến 28 mà cái option nó ngang ngửa với những con mà ba mấy triệu luôn. Thì từ đâu ra có những cơ hội đó ha. Thứ nhất là bên Blue Energy á, bây giờ đã xây dựng được một cộng đồng khá là lớn rồi. Thì anh em chơi xe mid-driver e-bike khá là nhiều và cái nhu cầu mà nâng cấp rồi tiếp tục nâng cấp á, nó cũng khá. Hiện tại Blue Energy đang giữ khá là nhiều, không phải giữ nữa, thu mua lại khá là nhiều cái xe nền tảng của anh em chơi trước. Ví dụ như chơi Bafang 750 dòng Cadencensor, xong rồi chưa thấy thỏa mãn, lên tiếp cái con 1000W. Sau khi mình lên được 1000W rồi, thấy cái khung nó vẫn chưa đi tương xứng với con 1000W, lại tiếp tục thay đổi cái khung để lên một khung nó ok hơn. Thì lúc đó Blue Energy thu lại con 750 nè, thu lại khung cũ nè, thu lại bô tăng, thu lại vỏ, thu lại phục. Và nhiều khi là thu lại gần như cả cái xe. Rồi tất nhiên rồi, khi mà Blue Energy thu lại nhanh gọn lẹ cho khách hàng á, thì cái phần trăm mà mình thu hồi nó sẽ rơi vào khoảng là 55-60% tùy xe ha. Rồi khi mà tụi mình bán ra, tụi mình sẽ tinh chỉnh phục hồi bảo dưỡng lại cái xe. Thì khi mình bán ra sẽ mình bán ở cái ngưỡng là 75-80%. Đó, nhờ vậy mình sẽ có khoảng lệch đâu đó là 10-15%, nhiều khi nhiều con đến 20%. Nên mới có cái chuyện mà xe ba mấy triệu xuống còn là hai mấy triệu ha. Và tất nhiên rồi, Blue Energy bán là phải có bảo hành. Blue Energy bán đồ cũ cỡ nào nữa là vẫn có bảo hành. Nên an tâm chơi ha. Và đây khi nó bán ra thì đã mà nhận bảo hành thì sao dám bán đồ dởm. Bạn tưởng tượng coi, bán đồ dởm, đồ cũ mà không bảo hành, đâu dám mua. Mà đã mua mà bán đồ cũ nữa, phải bán đồ xịn. Ok không? Rồi bây giờ mình sẽ vô phần cái động cơ nha. Cái động cơ này có gì hay? Rồi đây là nguyên một cái con xe mà đã thực hiện hàng qua sử dụng bên mình ha. Bên mình thật ra con này xe này là mục đích để đi cho anh em mà làm dịch vụ và touring á, và dịch vụ lữ hành á, là thuê. Thì trước đây con xe này nè, mình gắn động cơ là G330 của Bafang. Và giá của một con động cơ G330 nó khá là mắc. Nó rơi vào đâu đó khoảng là 16 triệu ha. Và nó chỉ có công suất là 36V 250W thôi ha. 36V 250W nhưng mà chắc nó gấp 14 lần so với một cái động cơ 36V 250W của động cơ bánh ha. Thì đó, bạn thấy sự khác biệt của động cơ mid-driver e-bike cỡ nào ha.
Nhưng mà nó phát sinh một vấn đề là khi mà chi phí động cơ nó quá lớn như vậy á, nhưng mà có những anh em thích cái động cơ mid-driver âm khung quá đi, thì đâu đâu là sự lựa chọn ha. Nếu mà tiếp tục chơi con nó thì anh em sẽ phải để bung bỉnh khá là lâu á, nhiều khi để cả năm hoặc là đúc quỹ đen cũng phải là mất mấy tháng á thì mới chơi được những con mà như động cơ G330 hay là G510 hay là những con CZGB. CZGB là dòng mà giá mềm nhất luôn mà của âm khung á, nó cũng rơi vào khoảng là 10 10 triệu mấy. Thì lên những con cao cấp như ba phan G330 là cái chuyện đó rất là khó. Thì đây, đây là một giải pháp ha. Đây là sử dụng con BRST. Thực ra con BRST này á là của một cái kỹ sư làm kỹ sư trưởng ở trong ba phan á. Sau này thì họ không có làm trong đó nữa, họ thấy họ thấy có tiềm năng quá, họ nắm nắm giữ công nghệ cốt lõi rồi, thì họ ra họ làm một hãng riêng ha. Thì hãng BRT này là một hãng riêng thì nó dùng chung một công nghệ cốt lõi với ba phan. Nghe đến khúc này thấy nó quen quen ha. Thì đây, đây là một cái khung của ba phan original của hãng luôn, và bạn thấy không, nó gắn vô tiệp y hết luôn, mọi cái đường nối, mọi cái ngóc chữ, mọi cái nha. Và giá nó rất là mềm, mềm lắm luôn. Mà con BRT này nó chỉ cao giá hơn cái con CZGB CCCC đây, nhưng mà dùng được chung với đồ của ba phan luôn, rồi tuyệt vời. Anh nhìn đây, đồ ba phan, ba phan hết, có một cái động cơ mà dùng chung công nghệ ba phan nữa thì perfect về độ bền này. Và con này sử dụng công nghệ là toàn quét sensor luôn ha, công nghệ cao, giá nó lại mềm. Nếu mà con kia lên đến 14 đến 15 triệu một lần mua, con này chỉ đâu loanh quanh đó 10 triệu thì đồ tiết kiệm bao nhiêu, tiết kiệm 50%, gần 50% ha. Rồi thêm một đồ ba phan, khung ba phan xịn sò đó, khung ba phan thì họ mới nói ha, khung ba phan thì cái giá nó khá là cao so với cái thị phần. Ví dụ như những cái khung của hãng khác á, mà không thiết kế chỗ để pin sẵn, không thiết kế chỗ âm khung sẵn á, loanh quanh đâu á 1 triệu, 1 triệu mấy này, khung ba phan thì mắc hơn tí. Ba phan thì rơi vào khoảng là 3 triệu, 3 triệu rưỡi hoặc 4 triệu. Khung thô nha, chưa sơn, còn nếu mà sơn nó tăng thêm chi phí khoảng từ 800 đến 1 triệu rưỡi. Đó. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những anh chị nào mà thích một cái con hàng chất lượng, giá nó mềm mà mình lựa chọn một cái khung đã qua sử dụng ok từ bên Blue Energy. Một cái con động cơ dùng công nghệ cốt lõi chung với đồ xịn. Quá tuyệt vời, đây là combo hoàn hảo ha. Và con này mình tiết lộ luôn là con này là bên Blue Energy cho cái đơn vị thuê. Nhưng mà ví dụ như anh chị nào quan tâm con này, muốn mua lại con này thì bên mình có bán ha. Con này là đang được bán giá là 28 triệu 500. À, bao gồm một cục pin 48V 17,5Ah. Đây, một cái động cơ của BRT, một cái khung của hãng ba phan, hệ thống phục e, rúp xích là nâng luôn nha, sẽ nâng lên luôn là DOR M4100 hoặc là SRAM X5 tùy thời điểm. Mà tại SRAM X5 bây giờ nó tăng giá lên khá là nhiều rồi. Ngày xưa SRAM X5 với lại DOR M4100 là chung giá 2,850 triệu, nhưng bây giờ SRAM X5 do cái nhu cầu ở thị phần nước ngoài nó tăng lên nữa, nên nó bán giá đầu 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 vào nó khá là cao. Bây giờ một bộ SRAM X5 lên đến 3 triệu rưỡi, nên tùy thời điểm mà, nếu mà thời điểm mình mua được giá cũ mình sẽ bán giá cũ, nếu mà bán giá mới thì bán giá mới ha. Nếu anh chị nào thích chơi SRAM X5 á thì cứ inbox ha, mình sẽ để mình tinh chỉnh lại cấu hình, mình tăng giá lên một tí. Ví dụ như thay vì 28 triệu 500 thì sẽ là 29 triệu hoặc là 29 triệu 300 chẳng hạn, để hơn tí ha. Rồi, con này thì thật ra mình cũng không có giới thiệu gì nhiều. Con này mình đã từng quay clip rồi. Hôm nay mình chỉ làm clip nói cho bạn biết thông tin về cái động cơ rất là ngon ha. Con này đến lần thứ mười mấy mình làm rồi. Và nó khá là ổn, rất là tuyệt vời. Và đây, một cái khung cũ, giá rất là mềm, đồ xịn, khung mềm. Còn chơi nữa, nhớ gọi shop line ha. Mình sẽ tư vấn cấu hình theo cái tầm tài chính của bạn. Mình thì không có bao giờ mà vẽ khách hàng hết. Khách hàng có tài chính bao nhiêu, cấu hình cần như thế nào, bên mình sẽ tư vấn đúng vậy ha. Rồi, nhớ like, subscribe cho mình nếu thấy clip này hay.